con người không phải chết rồi là hết. Nếu vậy thì dễ dàng quá rồi. Trên thực tế, sau khi chết, bạn sẽ phải đi đầu thai. Khi đầu thai có tổng cộng là 6 đường, đó gọi là lục đạo. Phía trên là cõi trời. Đạo đầu tiên của lục đạo, cõi Atula cũng là cõi trời. Và cõi người, đây gọi là tam thiện đạo. Ba đường phía dưới gọi là tam ác đạo, gồm có súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Sau khi chết, bạn đi đến đâu? Đây là vấn đề rất quan trọng trong lục đạo. Tuổi thọ ở cõi người ngắn, tuổi thọ ở cõi trời dài, tuổi thọ ở cõi quỷ dài, tuổi thọ ở cõi địa ngục dài. Vì thế, con người khi chết rồi, đừng sợ, bạn phải biết mình đi về đâu. Ai làm chủ lục đạo? Chính bản thân mình làm chủ, tâm khí làm chủ. Ví dụ như là sở thích, nếu bạn thích ca hát, thì nhất định bạn sẽ tụ tập với những người bạn ca hát. Bạn thích bài bạc, thì nhất định bạn thường tụ tập với những người cờ bạc. Đó chính là sở thích của mình mà. Cho nên bạn thích điều gì thì bạn sẽ đi vào đường đó. Thế bạn thích thì bạn sẽ bị dẫn dụ. Bản thân không làm chủ được thì sẽ tùy nghiệp lực mà lôi đi. Chúng ta lúc bình thường hiểu rõ đạo lý này, phải trau dồi sở thích của mình. Phải là những sở thích tốt, không có những sở thích xấu. Hãy tập cho bản thân những sở thích tốt, phải là mặt tốt, không có những mặt xấu. Làm xấu tạo tội, nhất định là đi vào đường ác. Cho nên người niệm Phật nhất định là sẽ ở cùng với những người bạn niệm Phật. Đây là điều thiện trong điều thiện.